Chào các em. Như các em cũng biết rằng trong các đề văn thi vòng 10 thì chúng ta cũng thường gặp một cái dạng đề bài, đó là phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong một câu thơ, trong một trích đoạn nhất định. Và vì thế mà ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em về chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các biện pháp tu từ. Như các em cũng biết rằng là các biện pháp tu từ thì các em cũng đã học rất nhiều rải rác từ lớp 6, lớp 7, lớp 8. Tuy nhiên, chúng ta lên lớp 9 thì chúng ta sẽ vận dụng rất nhiều các cái việc hiểu biết về biện pháp tu từ vào trong phân tích và trong những ngữ cảnh cụ thể. Thế thì ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em về hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu, ôn tập lại các biện pháp tu từ, những biện pháp tu từ từ vựng, đó là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh và chơi chữ. Biện pháp tu từ cú pháp, liệt kê, đảo ngữ, điệp ngữ và câu hỏi tu từ. Sau khi chúng ta ôn tập lại thì cô sẽ hướng dẫn các em nhận diện cũng như là phân tích được giá trị của những biện pháp tu từ đó vào trong những ngữ cảnh cụ thể. Mà cụ thể hơn là chúng ta sẽ áp dụng vào trong những cái tác phẩm ngữ văn lớp 9 mà chúng ta được học. Thế thì trước hết thì cô em sẽ cùng đi vào ôn tập lại. Ta vào phần 1 lớn, một số biện pháp tu từ từ vựng. Chúng ta sẽ vào các biện pháp tu từ. Thứ nhất, biện pháp nhân hóa. Biện pháp tu từ nhân hóa các em đã được học ở chương trình ngữ văn lớp 6 và các em cũng thấy rằng đây là một trong những biện pháp tu từ rất được hay sử dụng trong các tác phẩm thơ văn. Nhân hóa có nghĩa là biện pháp tu từ mà trong đó sử dụng những hình ảnh, những từ ngữ gắn liền với con người để miêu tả đồ vật, sự vật và hiện tượng. Biện pháp nhân hóa này có một cái vai trò, có một cái tác dụng là làm cho việc miêu tả trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, làm cho các cái việc miêu tả sẽ trở nên có hồn người hơn. Vậy ta nhớ cho cô, biện pháp nhân hóa tức là biện pháp sử dụng những từ ngữ về hình ảnh ngữ những hình ảnh vốn là miêu tả con người để miêu tả sự vật, con vật, đồ vật. Để miêu tả sự vật, đồ vật. Và biện pháp nhân hóa này, tác dụng của nó các em nhớ cho cô nhé, là làm cho các cái đối tượng trở nên sinh động, có sức sống và gần gũi hơn với con người. Tác dụng. Là làm cho sự vật trở nên sinh động, gần gũi và có sức sống hơn. Các em thấy trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của nhà thơ Huy Cận thì tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa một cách rất là nhuần nhuyễn. Các em thấy trong đoạn thơ cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe. Chúng ta sẽ nhớ lại cho cô về bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận với câu thơ cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe. Các
Em thấy nhà thơ đã gọi con cá sau, đó là em. Cái cách gọi này sẽ làm cho sự vật trở nên gần gũi hơn với con người. Con cá sau vốn vô tri vô giác bỗng trở nên có hồn người, trở nên sinh động hơn, và cảnh biển đêm bỗng trở nên lung linh và huyền ảo hơn dưới cái ngòi bút của nhà thơ Nghi Cận. Như vậy đây là một cách gọi, cách gọi làm cho hình ảnh con cá song trở nên sinh động và gần gũi hơn. Trở nên sinh động gần gũi hơn. Hay trong bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, ta cũng gặp một hình ảnh thơ giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Giếng nước gốc đa vốn là một sự vật vô tri vô giác, nhưng ở đây dường như nhà thơ Chính Hữu đã mường tượng rằng giếng nước gốc đa, hay nói cách khác chính là quê hương, đã nhớ về những người chiến sĩ ra chiến trường, nhớ về những người lính, đúng không nào? Thì đó là biện pháp tu từ nhân hóa. Nó sẽ sang biện pháp mà thứ hai, đó là biện pháp tu từ so sánh. Đây là một trong những biện pháp nghệ thuật mà các em rất hay gặp. Biện pháp tu từ so sánh. So sánh có nghĩa là đối chiếu sự vật này với sự vật khác trên cơ sở những cái nét tương đồng gần gũi. Và thông thường thì các em hay gặp một cái cấu trúc quen thuộc là A như B. Trong đó A là đối tượng so sánh và B là đối tượng được so sánh. Đấy, thì chúng ta nhớ lại cho cô về biện pháp tu từ so sánh. Đó là biện pháp tu từ mà đối chiếu sự vật này với sự vật khác trên cơ sở những quan hệ tương đồng. Và tác dụng của nó là làm tăng cái sức gợi hình, gợi cảm cho sự vật. Đối chiếu sự vật này với sự vật khác trên cơ sở quan hệ tương đồng có nghĩa là một cái nét gì đó gần gũi giống nhau. Chúng ta nhớ cho cô như vậy. Và tác dụng của biện pháp tu từ so sánh làm cho cái diễn đạt và miêu tả tăng cái sức gợi hình, gợi cảm hơn. Tăng sức gợi hình, gợi tả. Gợi cảm hơn. Và trong văn miêu tả thì biện pháp tu từ so sánh cũng làm cho sự vật trở nên vừa cụ thể và lại vừa sinh động. Cái tác dụng thứ hai, làm cho sự vật trở nên sinh động và cụ thể hơn. Cô có thể dẫn một cái bài ca dao quen thuộc mà các em đã được học. Thân em như trái bần trôi, gió tấp sóng rồi, gió dập sóng rồi, biết tấp vào đâu. Thế thì khi so sánh hình ảnh thân em, thân phận của người phụ nữ với trái bần trôi, một cái loại quả ở miền Nam và trôi nổi ở trên sông, thì ta thấy rằng là có một cái sự tương đồng giữa thân phận của người phụ nữ với trái bần trôi. Đó là cái số phận chìm nổi, lênh đênh, bấp bênh của người phụ nữ. Thế chúng ta thấy rằng là nó làm cho cái sức, cái diễn đạt sẽ tăng cái sức gợi hình và gợi cảm hơn, đúng không nào? Cũng có thể lấy ví dụ như vậy. Thân em như trái bần trôi, ngoài ra trong ca dao với chủ đề thân em thì các em cũng có thể thấy rằng các nhân dân chúng ta đã miêu tả rất là nhiều hình ảnh, đó là thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Thế các em chú ý cho cô một cái cấu trúc rất quen thuộc ở trong biện pháp tu từ so sánh, đó là hai vế A và B. Trong đó A là đối tượng so sánh và B là đối tượng được so sánh với một cái những cái từ so sánh quen thuộc như là như là gì nhỉ? Ví như đấy.
Và trong các tác phẩm ngữ văn lớp 9 chúng ta cũng rất hay gặp biện pháp tu từ so sánh. Chúng ta nhìn đến cho cô bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải trong khổ thơ thứ hai. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Vậy thì cái khổ thơ thứ ba miêu tả mùa xuân đất nước, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao ấy đã cho chúng ta hiểu được một cái không khí rất là khẩn trương, tấp nập của đất nước trong cái thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chúng ta cũng cảm nhận được một cái khí thế đi lên của đất nước trong cái không khí rộn rã và tưng bừng ấy. Hay trong bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy, chúng ta cũng gặp những hình ảnh so sánh. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa, hồn nhiên như cây cỏ. Đó là biện pháp tu từ so sánh. Ở đây, nhà thơ Nguyễn Duy đã so sánh một tính từ, đó là sự hồn nhiên, với danh từ là cây cỏ. Thì chúng ta cũng cảm nhận được là đây, trong cái tuổi thơ của người chiến sĩ đã có một cái sự gì rất là trong sáng, hồn nhiên và ví như là cây cỏ. Thế thông thường ta thường hay gặp là với A sẽ là một cái danh từ, một cái sự vật nào đó được so sánh, và với B có thể là một sự vật và cũng có thể là một cái tính từ. Thế nhưng trong cái bài thơ Ánh Trăng ta thấy là lại một cái chút độc đáo, đó là nhà thơ Nguyễn Duy đã so sánh hồn nhiên như cây cỏ, so sánh tính từ với danh từ, để chúng ta thấy được là cái việc so sánh này sẽ làm cho thấy rằng cái phẩm chất, cái sự hồn nhiên ngây thơ ấy được so ví như là cây cỏ, để chúng ta cũng cảm nhận được cái sự hài hòa, sự gắn bó rất là thân thiết giữa con người với thiên nhiên, sống hòa bình với thiên nhiên như thế nào. Trong rất là nhiều trường hợp khi mà các em chúng ta phân tích ấy, thì không phải lúc nào chúng ta cũng thấy có một cái cấu trúc đầy đủ là A như B, mà cũng có khi là cái từ so sánh như cũng được ẩn đi, và chúng ta vẫn có thể phân tích được với hai cái vế so sánh. Đấy, chúng ta nhớ cho cô, biện pháp tu từ so sánh là một trong những biện pháp tu từ mà các em rất hay gặp trong các tác phẩm thơ văn, đặc biệt là khi miêu tả.